ngồi chờ thịnh. Can I go forward? Che cos'è? Không có nhiều cơ hội như những loài thú ăn thịt trên cạn, loài cá sấu chỉ còn cách kiên nhẫn chờ con mồi tự tìm đến chúng. Loài vật này sở hữu một cơ quan thính giác hoàn hảo, giúp chúng nghe rõ ngay cả khi chúng đang ở dưới nước. Vì lẽ đó, dù có vẻ ngoài chậm chạp, nhưng cá sấu là những kẻ săn mồi tài giỏi. Việc di chuyển của đàn linh dương đầu bò với số lượng hàng ngàn con đã thu hút sự chú ý của đàn cá sấu. Khi đàn linh dương bắt đầu vượt sông, những con cá sấu đang ở trên bờ cũng nhanh chóng trở về lãnh địa của chúng. Không chỉ có thính giác tốt, cá sấu còn sở hữu một cơ quan khứu giác vô cùng nhạy bén. Chúng có thể đánh hơi được thức ăn dù con mồi đang sống hay đã chết trong môi trường dưới nước hoặc trên đất liền từ một khoảng cách rất xa. Những con linh dương biết là chúng đang gặp nguy hiểm nên cố gắng vượt qua sông nhanh nhất có thể. Con linh dương này cũng đã cảnh giác. Nó có những động tác thăm dò và sau đó quyết định vượt sông. Nhưng cuối cùng nó vẫn không thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của cá sấu. Mặc dù vậy, con linh dương vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Nó cố gắng thoát khỏi con thú ăn thịt hung tợn. Tiếng động do đàn linh dương và những con cá sấu tạo ra đã thu hút sự chú ý của những con hà mã. Và hà mã Kitty đã bơi đến gần để quan sát cuộc săn mồi của con cá sấu. Kathy won't take this brouhaha for long. It makes her crazy and unpredictable. Quá trình giằng co giữa con linh dương kém may mắn với kẻ ăn thịt kéo dài hàng giờ đồng hồ. Con linh dương vẫn cố gắng chống chọi. Nó đã kéo được con cá sấu đến gần bờ. Sức mạnh ý chí của nó quả là một bài học lớn cho những loài thú khác. Go. Do it. Go. Oh.
Digas. But that could be an advantage for that. Ooh. Go, 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 go. Come on. Go. Crocs is using weight and drag. Go, 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 go. Go. Oh. Okay, here we go. Get out, go, get out, go, get out, get go, out. Go, go, go. Come on, dig, get that, dig in, dig, 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 dig. I need James to talk him through this. You know what? He gained yardage here. Yes, he got a yard. Now it's taken back. The twist. Them when they have a good grip, and then they turn and twist them under and pull them under the water. Yeah, he's see, now he's jerking him back. Uh-oh. Come on. Wow. Let's go. Come on. Pull. See how deep he is in the mud? He's on the edge. There's no rocks on it. His front leg is already sunk. Go, 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 go. His front leg is already sunk in the mud. Let go. He's coming up further. He let go. He let go. You're right. Go. Go, 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 go. Oh. Oh, this time he got a much bigger. Yeah, this is what I told you was going to happen. This is exactly what I said he would do. Yeah, I knew he was going to do that. Oh, look, look, look. He's twisting. He's twisting now. I can't take it. Baby, don't look. Close your eyes now. Seriously. I don't want you to be disturbed. But Lucy has the option of relaxing now, there, like you can lie down, right? Yeah, but he's also got the option of being pulled into the water. Yeah, his legs snapped. He's losing grip. And also, he doesn't have his hooves up. He's only using his knees. Yeah, he's only using his knees. Oh, I can't take it. Hey, close your eyes. Oh, he did it! Oh my God! Roger. Hey, I'm bringing up in back of my yard. I'm going to go. Wow, so let's pull them out.
Come on.